Ok, thì trước khi xem video này, anh em dừng khoảng chừng là vài giây, lướt xuống dưới, ấn nút like cho mình nha mọi người. Và đừng quên là nếu như là người mới thì ấn nút đăng ký và ấn vào chuông và tích vào cái phần tất cả, để khi mình đăng những cái video mới, các bạn sẽ là người nhận thông báo đầu tiên ở những cái video mới kênh YouTube của anh em. Thì hiện tại là chỉ có 20% các bạn đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn lại tới tận là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Đó, nên là các bạn đừng quên là ấn nút đăng ký cho mình nha anh em. Thì mình hy vọng là 80% nó sẽ trở thành một cái con số siêu nhỏ, cỡ 5% thôi. Đây, thì ok. Rồi, bây giờ mình sẽ không nhiều lời nữa, chúng ta vô video nào. Let's go. Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình và American God Day. Hôm nay tiếp tục trở lại với một video mới về Minecraft Bad World. Cũng là thành viên của Nút Tim, chào nào mọi người. Hello mọi người. Hello. Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Bad World với chế độ cứ qua mỗi 1 phút các bạn ở đâu, khoảng 2 phút các bạn ơi, thì gọi là cơ thể của tất cả tụi mình sẽ bị bé lại các bạn ơi. Và tụi mình phải tìm cách để cho cơ thể mình lớn trở lại các bạn. Chứ kiểu càng ngày càng bé không các bạn, khó di chuyển nè, khó bắt lóc, nói chung là cái gì cũng khó các bạn ơi. Này, phải cho cơ thể mình lớn lên trở lại nha các bạn ơi. Đấy thì ok, thì trước xe của mình thì anh em đừng quên một like nào, đăng ký và đừng quên là cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không lỡ video mới từ kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả viên Nút Tim họ Tim nha. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ không có nhiều lời nữa, bây giờ bắt đầu luôn. Cái map này thì quá là quen thuộc với tất cả mọi người rồi. Rồi, nói chung là giờ anh trọng tài bảo là kêu một mạng sẽ có một cái vật phẩm để giúp cho mình to lớn trở lại nha các bạn ơi. Ok. Rồi, giờ mình cứ ngồi đây mua block trước đã, xong mình sẽ qua mid đồ đó kiểu bạn. Ok. Lóc ai qua bên kim cương ta. Chiến thuật của mình thì chắc chắn là mình sẽ qua bên kim cương rồi các bạn ơi. Qua kim cương thì vô bé lại không chưa 2 phút lận mà. Trời ơi, tính ra em bắt block chỉ có 1 giây thôi là qua tới rồi. Ok. Chiến thuật của Ken là không có chiến thuật. Cứ chơi thôi, không biết là gì đúng không? Cứ thế mà y chơi thôi. Quá hình quá, vừa kịp vừa đủ luôn. Ui, vừa đủ vừa khít luôn các bạn ơi. Ô, 1 viên kim cương. Quá dữ luôn. Đi dạ, đi dạ. Như mình vẫn bình thường mà ơi, chưa bé lại đâu. 2 phút mới bé mà. Giờ chắc chưa bé đâu. Ok, cái này không được gì ta. Cái có cần nè. Có cần, cần gì? Cần câu à. Cần không phải. Là chết đây, có cần không là chết đây. Ok, rồi giờ mình bắt đầu qua bên hồi qua bên kim cương bên này đi các bạn ơi. Đó. Lần mình luôn. Bé hơn rồi. Bé hơn chưa? Đâu, chưa thấy có rồi. Cái hiện tượng gì mà tàu lao không à. Nhảy một phát bị té luôn à. Hình như là chết là cũng sẽ bị giảm nha. Chết cũng sẽ bị trừ nha. Nó là rất là khó nha. Phải cố gắng sống sót đó mọi người. Để kia đi dí Vanh. Đúng rồi, dí Vanh đi. Bây giờ Vanh đang bị bé sẵn rồi đấy. Xíu nữa Vanh còn bị giảm thêm nữa nè. Chứ 2 phút cho qua là Vanh sẽ bị giảm thêm nữa mà các bạn. Ok, ôi mình cảm thấy như là chuẩn bị sắp tới thời gian nó giảm tới rồi các bạn ơi. Hy vọng là nó chưa tới với mình. Rồi giờ đem 3 cục kim cương này kia là 4 cục. Ui, coi nào, nâng cấp bảo vệ là nâng cấp nhanh hả ta? Đây, treo từ nữa. Này luôn đi. Ok. Đây, ui, chui hết là thấy thanh niên Vanh gọi là bị farm kill đó các bạn ơi, chết dở rồi. Pixel này kiên lộng hành quá, vậy là không có được rồi các bạn ơi. Vậy là mình phải qua, mình nắc vô cái đầu thanh niên này rồi. Qua đây. À vậy hả, chắc chưa, em qua là đừng ráng nha, ráng là rung là khóc đó. Rồi, mua luôn cái kiếm sắt nè, cứ đợi đó. Đây, để em trả thù cho anh MC. Go. Sao để anh tự trả thù? À, dữ vậy ta. Ok. Nào giờ bi xeo qua đây. Ok. Tao rồi. Ồ, xong rồi. Sáng ơi, đừng đánh Vanh nhá. Đừng đánh Vanh. Đâu, Vanh là thằng nào? Vanh là... Đây, Vanh. Đây. Đừng đánh Vanh. Ui, kim. Đừng đánh Vanh, Vanh nhỏ lắm rồi. Đâu, để em so đo coi, để em so coi. Ơi, nhỏ hơn 2 block rồi, thấy chưa? Này nhỏ hơn có tí à, nhỏ hơn có xíu à. Nhỏ hơn nhưng mà hơn chạy xíu. Chậm hơn rồi. Ok. Đâu nhỉ? Ai, thôi mình nhặt của rồi. Mình đâu nhỉ? À, đây rồi, mình thấy kẻ thù đây rồi. À, có cung luôn kìa, quá dữ luôn. Ê, làm sao bắn nhín được? Trời ơi, em mới học được vài chiêu của pháp sư Trung Hoa là né cung siêu đỉnh cao luôn. Đâu, mình không thể chết được. Ơ, chạy, bye bye. Nghe cái. Ok, chưa kịp cắt cái cần câu. Nghe đi. Né này. Trời ơi, né hơi bị chuẩn luôn bạn ơi. Giữ cho. Ok. Thời luôn có một giờ kiên rít ở nhà mình bạn ơi. Hề luôn à. Hề luôn bạn ơi. Là mấy thanh niên này lộng hành quá. Vậy không có được rồi. Lùm hết 3 gì em gỗ mình luôn bạn. Nhờ kiên nè. Hay thiệt chứ. Mình sẽ qua mình trả hù các bạn ơi. Không có để cái vụ này chèm được các bạn ơi. Ok. Chạy. Bây giờ mình bị bé lại nữa các bạn ơi. Còn ủi, ở đây chúng ta có thể coi cái thời gian nó chạy nè. Khi nào cái con số này đạt 2500 các bạn là nó sẽ bật cái tính năng bé người lại nè các bạn. Ok. Ui. Dây. Ui giời. Đen giới thiệu mà bắn tay rồi. Áo hiệu cái chứ. 10 điểm á. Ok, đây rồi. Có giáp sắc bén rồi nè. Qua chào. Ơi, có hai người bên. Sao lại kêu cứu? Chạy qua bản thi rồi kêu cứu. Ảo thiệt chứ. Con giời này tự chui vô hang cọp luôn bạn ơi, xong kêu con hỏi đi cứu. Ảo thiệt chứ. Ui giời. Con hai luôn kìa. Hắc hả?
ghê dữ ta. Trời ơi. Ghê thiệt các bạn ơi, thanh niên này bật hát hay sao bạn ơi. Rồi rồi rồi, chuẩn bị bé này nha mọi người ơi. 2000 rồi kìa, 2000 rồi kìa. Ok, đấy, nó các bạn thấy nó chạy số ghê không? Đó, là cái này con số này á mà đạt lên 2500 các bạn. Theo như mình tính toán á thì 2500 là phát mình sẽ bị biến nhỏ lại các bạn ơi. Ok, còn 300 thôi. Coi lại chỉ tiêu rồi thôi, không vi phạm đâu. Ê, có chỉ tiêu luôn hả? Dữ ta. Trời ơi, thanh niên này chạy chỉ tiêu luôn rồi, KPI dữ luôn nè. Ok. Sắp rồi, sắp bé lại nè, 3 nè, 2 nè, 1 nè. Bé lại. Oh, rồi giảm được tiếu đó, hay thiệt chứ. Rồi rồi rồi, không được rồi. Mình cảm giác như mình bị lùng lại rồi đó các bạn ơi. Không được rồi, không được rồi. Con trời kia có cung ngoài kia các bạn ơi. Con trời đang chiếm ưu thế ngoài kia rồi. Không dám nghe. Cảm giác thấy nó ngắn một tí thôi. Trời ơi, vậy hả? Vậy là không được thông minh rồi đó. Ủa ơi, cảm giác như mình nhảy nó bị yếu thế luôn rồi nè. Ôi ghê vậy. Hên quá, mình bị lùng đi nên là anh đi không bắt được mình. Ôi trời ơi, tôi lùng được một block rưỡi luôn nè các bạn ơi. Em hiểu chưa? Trời ơi, không báo chi vậy, ai mượn? Ảo thiệt, trời ơi, xém tí lụm được cái mạng rồi. Ôi ôi, Văn mà sơ ăn lại rồi kìa. Bị sao? Bị sao? Bị sao? Cho em xin lại dụng cụ biến to này coi, nhỏ quá. Đúng, em bắt được ai? Bắt được rồi chứ. Ôi, chạy qua nhà Zeno, không bắt được rồi đó. Okay. À, quẹo kìa, quẹo kìa. À, kiếm gỗ mà đòi solo. Solo với kiếm sắt nó cưng. Kiếm gỗ mà đòi bật lên. Ok, rồi biến lại to được xíu nữa rồi các bạn ơi. Nhưng mà cảm giác mình vẫn nhỏ nhỏ bé lắm các bạn ơi. Ok, thế giới này hu bé đâu? Lại chỉ bằng một hang gờ. Đi đâu lại. Cũng là thế mà. Đi đâu cũng là thế mà. Đi đâu cũng là thế mà này. Ui, Enchen luôn nè, Enchen nè. Ok, to lại. Ok, to lại được xíu nữa rồi các bạn ơi. Đây rồi, mình bự trở lại rồi, đây rồi. Trời ơi, hai cùng em gờ luôn nè. Ảo thiệt chứ. Ê, bình đẳng giới à, không, lộn, okay. Bình hòa chứ, ở lộn, hòa bình chứ nhầm. Ảo thiệt chứ, tiện bình đẳng giới, bạn ảo thiệt. Mình, thanh niên này chung giới mà. Tự nhiên bình đẳng giới. Ê, nói ra, hề luôn, ai bắn con mông mình rồi nè các bạn. Đuổi theo, thanh niên này cướp em rồi. Đây rồi. Đâu, em cướp mà. Ok, để xem nào, 6 cục luôn các bạn ơi. Đây rồi, mua cái giáp kim cương, nhìn cho nó chót coi. Đây rồi. Làm chụp. Rồi, rồi, nhỏ hơn nữa rồi đấy. Hề luôn. Lại nhỏ hơn nữa rồi đấy. Ôi, ăn mãi lên được nửa cân không mà tự nhiên luôn. Ừ, hề luôn, bạn đang nhảy qua cái bị bé lại đó, kia xong cái mất đà té luôn. Ê, cay thật, đang nhảy luôn bị bé lại. Cái gì mà có cái gì nổi nổi nè. Đấy, là bị bé lại đây. Đấy, cái nổ là nó bé lại đó ba. Hề luôn, không mấy nó hiện chữ hay gì. Nó ghi là bạn đã bị bé lại một xíu. Ừ, ok. Ok, cảm giác bây giờ là cái độ cao của mình các bạn nó đang là ở mức bình thường rồi các bạn ơi. Kiểu nãy giờ mình tăng xong rồi bây giờ nó giảm, mình tăng nó giảm, nó tăng nó giảm thì nó lại bình thường. Đo chiều cao chứ nhỉ. Qua nè, đặt hai block lên là nhìn là biết luôn rồi chiều cao rồi đó. Đi đâu đây? Đi đâu? Đi đâu mà vội mà vàng mà bắp phải đá mà vội phe. Khang gờ. Ôi trời ngẫm luôn. He, boy. Đây rồi. Ủa, như nào giáp kim cương ấy kìa. Ai? Ai? Chính em ngày xưa đó. Ôi, của em, 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 ảo thiệt chứ. Hề luôn bạn, niên cây thanh niên ăn hai mạng luôn bạn ơi, thiệt tình luôn á. Mình bị nhỏ rồi 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 xong sao ấy Zeno hiện rồi là cái gì là vàng vàng như nè. Ừ rồi xong khỏi game luôn. Ảo thiệt chứ. Ú à, bực mình chưa? Lọ hết hồn chưa? Ok, tiện cái bực mình. Đây. Ô bị lép xong vào lại to ra này. Cái gì? Hắc hả? Lép hết đi. Lép hết là em win, lép hết là em win. Đúng rồi, lép đi mọi người, lép đi mọi người, lép cái thôi là em win rồi. Trời ơi, hình như mình bị bé lại hai lần luôn hay sao bạn ơi. Đúng rồi. Rồi nhỏ lại rồi. Giỡn mặt với người tí hon ha. Đi đâu vậy bạn? Ơi sao quá đó. Ủa. Ảo thiệt. Ảo thiệt. Ok, trượt chân. Lớn lên. Ok, lớn lại được rồi. Hello. Ê, em học được chiêu gọi là né mũi tên siêu đẳng cấp. Trời ơi, thấy chưa? Đẳng cấp chưa? Đẳng cấp chưa? Càng to thì càng dễ chúng. Dễ chúng nè, em cũng dễ gõ luôn. Ok, rồi bây giờ chiều cao mình nó. Quay, nó cao hơn được một tí luôn hơn bình thường luôn nè các bạn. Ê, ê, bình đẳng, ê. Ồ không, hòa bình chứ. Bình đẳng à? Không có bình đẳng ở đây. Ủa, bên kia có giáp kim cương rồi kìa. Bình đẳng, đi thôi Kiên. Rồi, à, tốc độ siêu phàm. Tốc độ siêu phàm. Tốc độ siêu phàm, tốc độ siêu phàm. Tốc độ siêu phàm, tốc độ siêu phàm. Ê, một máu.
Anh cũng Ô, mình được ăn mạng mày ơi, quá đã luôn, quá dữ. Mình đang là tính là sử dụng kỹ năng bắt cua bờ hồ đó các bạn, nhưng mà không hiểu sao bạn ơi, tiện cái block ngay chỗ đó nó né mình các bạn, nên là mình lọt ngay lỗ luôn hay hiểu chứ. Ok, qua nhặt heo meo gồ ở động kim cương để mình nâng cấp giáp lên các bạn ơi, cho nó trâu bò. Hôm nay là không có gì thằng khỉ gì phù hộ đâu nha, không có đâu, nên là đừng có mà ngồi ở nhà hoài. Gì đây? Gì thằng khỉ nữa hả Văn? Ủa sao mình được đồ? Ủa sao mình được đồ nè? Ủa? Rồi xong gì ăn khỉ cho mình bé luôn rồi. Rồi bé luôn. Không sao, bây giờ kích thước của mình nó đang quay trở lại như cũ mà đúng không? Để thử đo lại nha. Ừ, mình lại giảm tiếp rồi các bạn ơi. Giờ mình chỉ cao đâu đó khoảng 1.5 block thôi. Ừ, nói chung là cũng bro đó. Thế nào, protection 2. Đây mình sẽ mua cái gõ nhanh 2 các bạn ơi. Ok, cái gì bên kia có bảo vệ 4 luôn rồi hả? Ui giời, nhặt kim cương từ nãy giờ rồi. Nhất cái nắp thì chứ, không sao. Bây giờ mình đang có bảo vệ. Ủa bảo vệ mấy đây? Bảo vệ 2. Ui, cảm giác bây giờ mình nhảy nó cũng yếu hơn nè các bạn thấy không? Đấy, mình nhảy xa 2 block không nổi luôn các bạn ơi. Ảo thiệt. Ủa sao hết rồi. Người ta sang người ta hòa hoãn như thế này. Hòa hoãn. Ok, đây là một kế sách các bạn ơi. Người ta đã tha cho bạn rồi. Get a kill! Get me! Còn 2 máu người ta tha đấy. Cho còn gì? Get a kill đi xem! Tầm này không ai cứu được đâu! Chưa chết luôn! Biết thế cũng tha mạng cho phải chết! Phải chết! Ôi rồi ăn táo vàng nữa thì chịu rồi! À, chạy thôi! Chạy ngay gần kịp! Chạy ngay gần kịp! Mình lùn quá! Đánh mà sao? Mình lùn quá các bạn ơi! Trời ơi, giờ mà nó lùng thêm một phát nữa chắc mình nghỉ đi luôn á. Trời ơi. Khổ thiệt bạn ơi, chết dở. Tầm này phải về mua cung thôi bạn ơi, mua cung bắn từ xa bạn ơi, chứ tầm này đánh gần là đánh không lại rồi, mấy anh kia đồng mạnh quá. Rồi mua lại cái cung gọi là bắn cho nó đã bạn ơi. Kiểu mình lùng đi bây giờ cảm giác mình di chuyển nó cũng chậm hẳn luôn các bạn ơi, quá đỉnh luôn. Bắn mà mông nè. Đấy bắn đâu không bắn, bắn vô mông ta thiệt chứ. Kỳ lạ ghê. Sợ hết gì lạ ghê. Rồi. Trời ơi, bây giờ tôi còn có 1 block rồi tí xíu luôn. Trời ơi, hai gì chứ hằng hi chứ to lên này. Toàn bị thanh niên Zeno bắn chết tôi. Đúng bởi vậy kêu né đi không chịu. Ok. Ủa bây giờ mình nhiều sắt quá, làm gì ta? Mua block ở nhà thủ hả? Mua fireball đi. Mua fireball chi ờ, có fireball được không? Ok, có rồi cũng mua rồi đó. Có mua từ lâu rồi, không có cần phải nhắc luôn á chứ. Bọc cái giường cho chắc đi bạn ơi. Tầm này á chiều cao của mình không có thì mình phải bọc cái giường cho nó bự. Bây giờ mà nó trừ đi một phát của mình nữa thôi á là mình cảm giác mình là bé lại thua bé lại chỉ bằng một cái ngón cái luôn á. Ok, đây. Ây da, có con rời đứng trên cao kìa. Có một chú chim. Giờ bắn dính là đỉnh luôn nè. Ôi ôi, do mình lùn quá mình bắn không tới các bạn ơi. Trời ơi, lùn quá bắn không tới. Ảo hiểu chứ. Người lùn cũng có nỗi khổ đó các bạn ơi. Bây giờ mình mới hiểu chứ đó giờ mình cao hoài mà bây giờ mình mới biết nỗi lòng của người lùn. Trong tầm mét 9 thì sao còn chưa kêu. Trời ơi, em cao có 2 mét mấy nhiều đâu. Đâu, thì Kiên Khang đâu, thích thì PvP chơi. Qua đây solo. Qua đây mà kiếm ăn. Qua đây mà kiếm ăn. Qua đây. Ủa, có vẻ cái chỗ này là phải cần thêm người nè. Có vẻ là cái chỗ này phải cần thêm người. Ok, nhầm, đánh nhầm người. Ui rồi, ăn táo vàng quá trời luôn nè. Ôi giời ơi. Rồi, xiên dán miệt luôn. Rồi, chuẩn bị bé thêm lại cái nữa nè các bạn ơi. Rồi, dán miệt cuộc đời. Rồi luôn. Rồi luôn, còn tí tèo. Hay quá. Hay quá rồi. Này. Mình buồn quá các bạn ơi. Mình bị ức hiếp quá các bạn ơi. Không được, cái để cái vụ này tổng chìm đâu. Công nhà BCL đi. Không để cái vụ này chìm được các bạn ơi. Mấy con rời kia bây giờ update lên kim cương đồ xịn quá các bạn ơi. Bảo vệ 4 luôn rồi, mình mới có bảo vệ 2 thôi. Bây giờ tầm này chiều cao của mình nó vẫn đang có hạn mà vẫn còn có thể di chuyển được. Thôi về bạn ơi. Nãy nhà có bao nhiêu kim cương ta? 10 nè. 10 viên, thêm 6 viên mới được các bạn. Thôi, nâng cấp cái 3 đi. Thì nâng cấp cái 3 mới có cái 4 chứ đúng không? Ok. Đây rồi. Đi thôi. Ok, tầm ơi, này. Tổng tấn công Khang ơi. Tổng tấn công ở đâu? Que, cho em nhà cái vị trí. Bixel. Ok, nhà bị xe đúng không? Rồi tiến nè, xong phải hiến máu luôn nè. Tầm này không ăn là không về nha. Thanh niên kia đứng ở trên, thanh niên kia bắn kìa. Để em về em xả vô đi bị xe. Đỡ cho em nha Văn. Ok, xử đi kia đi, để em xử bị xe. Hỏi em xử cái giường luôn nha. Boy. À núp. Chơi trên núp. Chơi trên núp. Ôi nhưng mà nhà anh đi có hồi máu anh ơi. Trên cao này thì trên cao. Trên cao như mất giường, trên cao như mất giường. Trên cao. Hãy để em ăn. Hãy để em ăn để em cao lên. Em nhỏ quá rồi. Ăn táo kìa, cắn nhiều vô. Ui cắn quá trời cắn luôn. Ơi giời ơi, đây để phụ đi. Kiếm giảm.
Phụ ơi, phụ ơi, đánh tùm lum tùm la luôn nè, đánh quá trời quánh luôn. Rồi, đánh tùm lum rồi, banh ăn luôn rồi. Hay quá, đánh tùm lum cái banh ăn hết luôn mày ơi. Rồi, rồi, đúng rồi, phải vậy chứ, đúng rồi. Rồi, ủa sao em vẫn chưa được nè, quách rồi nhiêu. Rồi, ok, rồi, xong. Rồi, ai ăn hết luôn rồi, ai ăn hết gậy của em rồi nè, em không được cây nào. Em không được cây nào hết nè. Thiệt nè, em không có cây nào luôn. Ok. Nó hiện rõ ràng lên là Khang giết hai người. Ờ thật nè các bạn, trong túi đồ mình không hiện cái cây gậy nào luôn á. Hề luôn á. Kỳ lạ thật. Ủa đây rồi, kiếm kim cương, kiếm kim cương đây rồi. Mùa táo vô bạn ơi, cạp vô quánh cho đã nè. Đây rồi, nãy giờ mấy con trời kia ức hiếp mình quá trời quá đất luôn các bạn. Phải trả hù ơi, con trời kia nè đang xây gì hình trái tim vậy chảnh nè các bạn ơi. Ôi ơi. Rồi luôn một nhà tù hình trái tim luôn chảnh nè các bạn. Quá dữ luôn. Rồi đợi đi Kiên ơi, khen cho lên cho nó là Kiên tới công chuyện rồi đó. Nên là xuống vậy đi. Công chua đây. Ok. Cấm một. Ok. Ơ mình lùng quá bắt lóng được luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi. Không sao không sao. Trời ơi. Cao là người có lợi thế mà. À đúng bắt lóng được đấy các bạn. Dùng cung đi. Bắt lóc không được luôn các bạn. Ôi rồi mình phải bắt lóc kiểu như này nè thì mới được. Oh my god. Ê Khang ơi, Khang ơi, chúng ta farm mạng nhau. Tào lao. Ở dưới. Rồi. Rụng rồi sao? Hề luôn làm tôi leo lên xong kêu rụng. Áo thiệt. Điên thất thủ. Đúng rồi, anh em mình phải kết hợp lại, anh em mình phải kết hợp lại, anh em mình phải kết hợp lại. Trời ơi. Trời ơi, giờ nấu ăn luôn rồi. Thôi sao rồi, chết dở rồi, bị dính chữa rồi, kiếp người lùng các bạn ơi. Giờ sao lên đây quánh anh người ta. Ờ bắn cũng không trúng luôn nè. Ui rồi. Mình leo lên một block cũng không nổi luôn nè các bạn. Rồi nữa hả, nó nhỏ rồi. Nữa rồi. Rồi nhảy lên một block không nổi luôn rồi. Cú bê lắc chắc cái xác xinh xinh. Ôi ôi, sao bây giờ mình hết được gãy rồi. No. Được rồi, Ni kia có cung đúng không? Ây giời ơi, đặt block cung được luôn. Rồi, gãy rồi. Chú bé lắc chắc là cái xác xinh xinh à. Có ngon qua đây. Có ngon qua đây. Có ngon đuổi được. Ủa, có sắc vàng nè. Có ngon qua đây. À, em đuổi về nhà bánh MC. Em đuổi về nhà luôn. Đây là bắn té này, giúp mày. Ừ, bắn đi. Không bắn đi. Ôi. Ôi trời ơi, công trúng rồi nha. Đây rồi. Ui, nhưng mà giờ sao vô nhà ta. Ê, giờ sao vô nhà. Giờ sao vô nhà không có leo được, không có leo block được. Ngon qua đây banh. Chết dở rồi, hết block rồi. Tiểu đã đập block á. Ê, ai chơi đập block. Ai chơi đặt block. Ghê vậy. Nớp. Cái gì là nhỏ. Nớp. Nhỏ thì lên đây. Nhỏ mà có vỏ. Ô đây. Ủa sao được cây gậy rồi nè. À chắc nãy nó không tính, bây giờ mới tính nè. Rồi bây giờ em to lại rồi. Banh MC tới công chuyện rồi. Này bao nhà hồi máu. Hồi máu. Ai cho vô mày vô. Rồi. Ừ ra đó là còn đi nữa. Ok. Đây rồi, chiều cao mình sẽ được khôi phục. Bộp nè, quá đã Pepsi ơi. Bam thôi, chở anh người khổng lồ thôi nào. Cho anh đi này nhỏ xíu lại luôn mày. Cho anh đi này nhỏ xíu luôn. Rồi đánh kiểu gì nữa. Này nhỏ bé nè. Ui, hình như trong này có hồi máu thôi. Đấy, to lên rồi. Ui, sao một lần bây giờ mình càng ngày mình nhận một đống luôn các bạn ơi. Lạ, thấy nhau. Ok cho. Ủa anh đi sắp gì đâu anh ơi. Ok anh quá chạy. Nào đánh tiếp, đánh tiếp. Rồi ra đây. Mình quá chạy được. Mình cao lắm bạn ơi, không có lo. Mình bự lắm không lo bạn ơi. Ok. Gì đây? Ai đây? À, con rồi này. Rồi này, cầm kiếm lên, cầm kiếm lên. Cầm kiếm lên à. Đâu. Đi thôi. Đâu, cho tao nhân dụng đi. Này, lùng. Lùng mà la lối hả? Luôn đi. Ok, hồi máu bạn ơi. Bây giờ là xuống là dứt luôn nè. Xuống là dứt cái giường luôn nè. Ê, đâu ra vậy? Đâu ra vậy? Trời ơi, còn mũi tên bắn nữa chứ. Ôi chạy thôi bạn ơi.
chạy thôi, chạy yếu máu rồi chạy. Ủa chạy siêu nhanh luôn bạn ơi. Tầm này ai đuổi kịp mình nữa, à rồi qua đây. Qua đây là Bánh đi. Qua đây là Bánh đi. Bánh đi rồi, Bánh đi rồi. Qua đây là Bánh đi. Chưa chắc. Một cái. Gần một cái nữa thôi. Đội thao cái gì bà, tự nhiên chạy nhanh thế. Hồi nó vẫn chưa vô được cái nhà bạn ơi. Ok. Vô đây là tới không chị? Vô đây tới không chị rồi. Con vợ con giờ này cho lùng luôn, cho nhỏ xíu lại luôn. Ok chưa? Ai rồi? Càng ngày càng to. Đây rồi, let's go. Đây rồi. Hello. Ủa nhưng mà to thì dễ bị bắn lắm bạn ơi. Dễ bắn thiệt các bạn ơi. Giờ này cam nhà rồi. Không được rồi. Cứ bắn đi. Ây da, thằng to đùng luôn. To đùng rồi sao né ta? Ôi lại bé hơn rồi. Trời ơi, trong này thì nó không có cửa mà ra được rồi. Làm sao mà ra được. Ây da, khó chịu quá nhờ. Chạy đi bé ơi. Ok. Ui, đã to càng to các bạn ơi. Ui, nhưng mà người mình bây giờ như con nhím luôn rồi. Giờ này hết cung rồi. Đi vừa rồi. Thằng bắt nạt người nhỏ. Phải bắt nạt nè. Ok chưa? Rồi. Người khổng lồ xanh tới đây baby à. Ôi trời ơi. Uống thuốc này nha, uống thuốc nhảy cao dữ ta. Ui, rời mạnh chưa? Rời mạnh quá à. Kiếm kim cương lại còn không mạnh. Nhưng mà bé quá cưng ơi. Cưng còn bé quá. Ok. Thôi kiên vô thức, sản xuất nhảy cao luôn ạ, buồn cười. Ô sao chui đây được? To quá không vào được. Chui ra đây trốn đi, trong đi. Qua đây. Ra đây. Vào đây. Ra đây. Ra đây. Vậy ngay. Về bê giường vào trong đấy. Không đào được nhỉ. Vô đây mà húp này. Vô đây mà húp. Ai chết rồi. No. Người khổng lồ đã thua. Rồi luôn, mất luôn chiều cao hả bạn ơi. Trời ơi, nhỏ xíu lại luôn rồi. Cay đó nhờ. Rồi bây giờ có kiếm kim cương bạn ơi. Khó ăn. Qua đây là dễ ăn nè. À, 10 máu rồi, dám xô. Xong pha, 10 máu giống xong pha. Ok, mình sẽ mua lại cái cúp đi. Đây, cúp VIP nhất trong ngày hôm nay là cúp kim cương. Ồ, hình như nhỏ thế này mắc rồi. Cái gì nổ nữa vậy? Ok, tầm này là mình sẽ đập được giường banh nè. Nãy là tự nhiên Nino bắn cung mình không đập được các bạn ơi. Giờ sẽ đập được nè. Ok, mình sẽ mua hút nhảy cao nè, hút tốc độ nè. Đấy, trời ơi. Giờ còn nhận rồi banh thôi là xong rồi. In game. Còn 2000 giây nữa mới giảm tốc kích thước lại bạn. Ủa rồi, mua cung luôn kìa. Oh my god. Bắn quấy quá. Quấy quá là quá quấy luôn đó. Ôi, thế em chung. Quấy quá là quá quấy đây. Quá quấy là quấy luôn nè. Ừ, sao bằng, nhỏ bằng nhau ấy nhỉ. Ừ, đúng rồi. Bây giờ em trở lại kích thước bình thường mà. Đi, chạy. À, dữ vậy. Đầu gì chưa biết. Tâm. Oh my god, nhảy cao quá. Ok. Bọc kinh này. Mạnh vậy. Ôi, đúng rồi. Thanh niên này gọi là còn máu bạn, đúng rồi, hồi máu chứ. Đúng rồi, được. Ok. Trời, mất giường thì còn lo gì nữa đâu bạn ơi, qua dứt luôn. Để đi, em phải qua liền nè. Đấy, đây rồi, to hơn tí rồi. Quả này đè đầu cưới cổ khang rồi. Đè đầu cưới cổ em luôn hả? Ơi, cưới gì khác đi được không? Ok. Rồi, con ngồi mà biết đè, con ngồi thì đừng có ở nhà. Nào, con ngồi lên cầu rồi đánh nhau. Ok. Cây cầu kết thúc luôn đúng không? Kết thúc cuộc đời Banh MC trên này luôn nha các bạn ơi. Này, mình sẽ chấm dứt cuộc đời của Banh MC ở đây. Rồi, bé hơn rồi. Chấm dứt cuộc đời của Banh ở đây đi. Ôi trời ơi, đất quá dễ. Này thì tách tức mình bạn ơi. Trời ơi mấy cái tầm này vậy trời ơi. Các bạn biết gì không, năm 2019 mình hay làm mấy pha lắm mà. Ngảo thiệt chứ. Trời ơi, ui, tính ra em bự hơn mọi người luôn nè, nhìn nè. chỉ có là Geno nè, thanh niên kiến bị xeo nhỏ các bạn. Còn mình thanh niên Banh gọi là vẫn gọi là bự nhất nha các bạn ơi.
đấy thôi. Okay, thì nói chung là ngày hôm nay mình đã cố gắng gọi là sinh tồn với gọi là mỗi 2 phút trôi qua bạn ở thứ trước tụi mình sẽ bị giảm xuống nha bạn ơi, nên là mình không trở thành tí ho bạn, như nãy mình tí ho mình nhảy lên block cũng không được bạn, rất chi là khó khăn nha bạn ơi. Đấy ok, nếu bạn thích video này của mình thì đừng cho mình một like nào, đăng ký và đừng quên là cái chuông cáp đăng ký và chọn tất cả để không lỡ bạn mới thì kỳ YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả miếng đầu tiên họ tiếp nha. Ok công gia đi, hẹn lần sau, bye mọi người, bye 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 bye, bye, bye. Bye, bye. Hey, to the end to the G, khó khăn khiến tên này chi. Đi tiếp tao sợ gì, vì anh này nút thêm và luôn có nhau. Khó khăn, nỗi đau, lập ra kênh YouTube bằng đam mê và nhiệt huyết. 2017 chính là lúc anh bắt đầu.